Hello, em xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam, máy xúc nhỏ còn bỏ trái đất. Khuyên mất mình lại và định bỏ máy xúc Việt Nam Vlog. Thì là hôm nay mình đang đi đào một cái rãnh rãnh hào đấy các bác ạ. Đây ở đằng sau đây. Mình làm thành một cái đường đây bởi vì là cái thế đất nó rất là dốc cho nên là mình làm thành một cái đường như thế này để lát nữa mình sẽ đào một cái hào để gọi là phân chia cái đất đấy các bác. Đất của hai nhà khác nhau cho nên là mình phải bắt đầu bây giờ mình mới làm thành một cái đường dọn hết cái rác này, những cái búi nứa rồi thì là những cái cây cọ, cây tạp ở ở bên cạnh đây. Đấy, thì mình là dọn hết đi. Đấy, xong là sau đó là để cho chủ nhà người ta chỉ cái phần đất xong bắt đầu mình mới đào. Là cái phần mép đất của nhà trên với nhà dưới ấy, thì là mình sẽ đào riêng sau chứ bây giờ mình chưa thể đào ngay được. Đào ngay thì là cái đầu ở đằng trước của mình đây này, mình đi ra thì nó không có đường rút đi, không có đường rút máy. Đấy, cho nên là bây giờ mình phải làm này một cái đường, xong lúc một lát nữa là mình sẽ đào giật lùi quay lại nha các bác nhá. Đến cái chỗ này là đến thẳng, cái chỗ này thì mình lại không đi thẳng được nữa, mình phải hơi chết xuống dưới này một tí. Bởi vì là cái đất của chỗ này là đất của ba nhà rồi. Ở đây nó có cái cây gì đây này? À cái gốc cọ anh em ạ, đây có cái gốc cọ. Đấy. Ở đây nó có một cái cây cọ thì mình sẽ bỏ bớt nó đi này, bỏ cái cây cọ này đi này. Đào một nửa búi nứa này ra, một nửa cái búi nứa tép bé bé này ra. Thì bắt đầu mình đi xuống dưới một tí, check xuống dưới một tí. Để đào ở phía bên dưới. Để gọi là tránh cái gốc cọ kia, cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình có thể là tránh được cái gốc cọ ở phía bên dưới chỗ cái mình đường mình đi đây. Đây để còn vào thì cái máy của mình nó là cái máy đối trọng dài ra các bác, đối trọng nó thò ra ngoài cho nên là mình phải đứng cách xa cái gọi là cái chỗ mình đào một chút thì không thì để lúc mình khi mà mình quay đi quay lại mình nghiêng đi nghiêng về các bác nó không bị chạm cái đít vào những cái cây cối xung quanh thì nó xước máy hoặc là nó chọc vào máy nó sẽ hỏng máy đi. Đấy. Những cái quệt là toàn ở những cái phần đuôi máy thôi, tức là cái phần đít máy ấy, khi mà mình quay sang ấy là nó sẽ bị quệt vào. Cũng như cái đầu cần nha, anh em thấy cái đầu cần chưa? Đấy, mấy cây nữa đó nó cũng rất là mắc. Đấy, mình sẽ bỏ một ít đi. Cho nó nghiêng sang bên trong rồi đi. Nó nghiêng tạm vào đó đi xong rồi sau này gió nó sẽ tự động nó sẽ thổi quay lại. Làm ở những cái đồi như thế này thì cái cây rồi thì là cái những cái cành trà cành chiếc nó mắc thì không thể tránh khỏi được anh em ạ. Mình sẽ cố gắng hạn chế tối đa bởi vì là nếu như mà những cái cây kể cả cây nữa nhỏ như cái kia thôi ví dụ mà nó quệt vào cái đầu cần của mình hoặc là quệt vào cái dây tiêu ấy kìa. Đấy, nếu như mà hôm nay mà thời tiết nó nóng nóng ấy thì nó sẽ rất là nguy hiểm bởi vì là cái tiêu của mình nó hoạt động cả ngày rồi. Làm cái máy nó cũng nóng lên rồi. Cho nên là nó cũng rất là nguy hiểm. Mình phải gọi là hạn chế tối đa những cái cọ sát giữa cái ma sát giữa cái cây và ấy. Cái cô chủ nhà cô ấy đứng ở đằng trước kia thì có bảo là không được động vào cái cây cái cọ kia. Cây cọ kia là cái cây gọi là để mà làm cái mốc biên giới ấy các bác. Đấy, người ta làm cái mốc biên giới thì bây giờ mình mà bỏ đi thì là sợ cái nhà trên người ta sẽ thắc mắc. Bởi vì là cái đồi ở phía bên dưới này này là cái cô chủ nhà này cô ấy đã lúc trước người ta làm để giống cây thì người ta đã chặt hết cọ đi rồi không để lại cái mốc nào hết. Đấy, nên thành ra bây giờ là nó không có mốc. Thời tiết thì hôm nay thì âm u và hơi mưa nhỏ rồi anh em ạ. Mình gạt cái này lên xong sau đó là để mình múc thành một cái đường qua đây. Đấy.
Đấy, vào đây để mình còn đi lại nữa các bác nhá. Đi lại xong rồi lát nữa mình lùi lại thì mình mới đào ở cái phần hố cái móng kia sau. Đó. Ở cái đầu ben của mình chỗ này nó là một cái cây mỡ chặt gốc này. Cây mỡ thì nó có khả năng tái sinh anh em ạ. Cho nên là người ta chặt cái gốc to của nó đi thì là cái mầm của nó vẫn mọc lên và người ta vẫn để lại. Đấy. Cây mỡ nó rất hay ở cái chỗ đó. Cây mỡ mấy cây bạch đàn. Thế là nó sẽ tái sinh trở lại, nó sẽ mọc lên ở cái phần rễ của nó. Như cây keo thì là mình thấy là nó chết đi thôi, đa phần là chết hết. Đấy, đằng trước thì mắc một cây nứa này. Cây nứa ở bên cạnh sườn này. Bây giờ mình phải gạt nó thì mình mới đi vào đây được. Có cái cành nứa này nữa. Đấy, cái máy của mình bây giờ nó nhấc được rất là thấp. Đấy, cho cái cây nứa này xuống thấp. Đấy, có cây keo rất là to rồi nhưng mà vẫn có cây bé tí. Chung là cái đồi cây này là nó không đều, nó không đều cái cây. Đấy. Cái này thì ra đến cái chỗ mép mép của cái nhà kia. Kia nó là một cái gọi là một cái nhà văn hóa các bác. Nhà văn hóa cái xóm của thôn 17. Đấy, ở chỗ em thì là người ta gọi là thôn thôi. Chưa lên phường, chưa lên ấy gì đâu. Vẫn còn bé lắm. Đấy, mình gạt những cái trà rong này lên nhá. Cái bụi hóp này người ta phá gần hết rồi đấy anh em này. Những cái cành cây nào mà nó chết rồi thì mình sẽ gạt hết gọn nó ra. Tránh cái tình trạng là nó lại mắc vào cái đầu tiêu kia đi. Cái búi này nó khá là to. Cái gì cơ? À, có thấy nó chạy qua đây đâu? Có tí ở đây. Đấy, gà nó gọn vào đây nhá. Cây này nó cũng nghiêng hết về bên này anh nhỉ. Gà nó nghiêng về bên này đi. Cho nó thông thoáng ra. Chắc là cái mốc của cái biên giới là ở cái chỗ mũi hóp này này. Cái cảnh ở bên ngoài ngoài xa này là mình vẫn chưa ấy được xuống này. Đấy, tiến thêm này. Ở chỗ này thì nó lại gặp cái cây gốc keo ở đây, nhưng mà mình cố gắng để mình đứng ở đây xem mình có với được đến cái chỗ ấy được không. À, đứng giáp vào cái chỗ gốc keo này đi. Thì chắc mình nghĩ là sẽ với được đến cái đầu búi hóp kia. Rồi, với hết cỡ xem nó đến được tầm nào. Đứng nửa búi hóp này. Cũng ra đến cái mép của cái góc cái nhà văn hóa kia rồi. Bây giờ mình sẽ đào móng, đào cái hào luôn nha anh em nhé. Đào sâu xuống khoảng độ 30-40 phân. Đất thì cho đi hai bên đi. Đấy, cái chỗ này thì mình cứ kéo về thôi, kéo về cho đất lên bên trên đi. Mà đất này cái đồi ở phía bên trên thì người ta chưa phát đấy các bác, nó vẫn còn nguyên sơ nguyên sinh ấy. Cho nên là cái cây cối phần đất nó cũng rất là khó để mà mình quan sát được.
ra đến đây thì nó thoáng rồi, mình sẽ để đất ở bên dưới nhá. Trời thì bây giờ lại đang mưa. Lâu lâu mình sẽ gạt mưa đi một cái. Đấy, san cho nó hơi thoai thoải ở dưới một tí để sau này cô chủ nhà cô ấy có rồng cây thì cô ấy sẽ gọi là cô ấy rồng cho dễ anh ạ. Bác để những cái cành cây rồi thì là cái ấy ở bên sườn nhá. Sàn hết xuống dưới đi. Thời tiết là nó đang mưa nhỏ rồi sao anh em ạ? Một tí là đã thấy có mưa rồi. Kính là thấy có nước rồi đấy. May là cái camera của mình, mình nhìn ở đây thì nó rất sáng, nhưng mà không biết là về edit nó có sáng không. Nếu mà về edit mà nó sáng được thì là tốt quá. Rồi các bác nhìn gương giúp em nhé. Hôm nào em sẽ chỉnh cái góc gương để cho bác thấy cái đằng sau của em. Thấy cái chỗ mà em nhìn như kiểu là cái vết xích hoặc là cái nốt xích ấy. Cái này thì mình sâu khoảng 30-40 phân thôi, cũng không cần thiết là phải sâu quá. Cái này cứ bấm sát cái chỗ gốc cọ này đi. Đây, đây có lôi về nhá, kéo về. Về thì rất là nhanh và gọn thôi, không rườm rà như kiểu là lúc trước mình ấy ở dưới. Có một cái gờ ở đây thì kể cả là sau này có mưa đến hàng chục năm đi chăng nữa thì cái đất của nó cũng không thể nào nó lấp được hết vào cái ấy này, lấp hết được cái rãnh này, mà nó vẫn còn cái gờ ở đây thì người ta có cái cơ sở để người ta gọi là người ta nhìn vào các bác. Đấy, cái nứa này mình cứ dập tạm ở đây đi thôi, sau này các cô chủ nhà kia cô ấy sẽ đi cô ấy dọn đi thôi, còn bây giờ mình thì không thể là mình bấm được hết đi, bởi vì là cô ấy không cho mình đào cái gốc đi, bởi vì cái gốc và cái búi đó là vẫn để giữ lại. Thời tiết thì nó còn mưa nhỏ này. Bấm thêm ở đây nhé, cho cái gầu nó bấm sâu xuống một chút. Sau này cái nước ở trên là nó cũng sẽ chảy xuống cái rãnh mương này và nó sẽ xuôi về cái đằng ấy của mình đây. Thế để cho nước nó chảy, cho nước nó chảy về luôn. Ốm này rộng như thế này thì rồi không phải đào nữa anh em ạ.
Cái này là mình chỉ san nó thôi, mình chỉ sẽ gọi là san phẳng thôi. Đây là san phẳng thì là đơn giản thôi. Mình hiểu là lúc nãy mình đã cái đường, lúc nãy mình đã ấy rồi, đã san phẳng ra rồi. Thì mình thấy cũng hợp lý thôi, bởi vì cái tường ở bên trên kia nó cũng đã cao hơn khoảng độ 40-50 phân rồi mà. Thời tiết thì nó vẫn cứ mưa thế này. Là mình đào hết cái mấy cái búi nứa kia đi, búi nứa con cũng như là cái những cái cây cọ rồi thì là cây cái tạp nhỏ nhỏ. Cái này cứ bấm thẳng thẳng đi cho đất nó nhìn nó đẹp đất. Với mưa gió mà làm được gần gần như thế này thì cũng rất là tiện đấy anh ạ. Mà cái phần bên trong này một chút này. Sau này mình chưa sửa. Buổi sáng nay thì cái bạn lái máy, bạn ấy bạn chủ máy của mình ấy, bạn ấy có đến sớm, bạn ấy bơm mỡ kiểm tra máy móc xong là bạn ấy có ra đầu ngoài để bạn ấy sửa một ít. Đấy, thì bây giờ lúc nãy lát nữa thì mình sẽ sửa lại cho bạn ấy, bởi vì là bạn ấy đào cái rãnh nó hơi bị to mà bạn ấy không san cái phần đất mà mình cái đất mà mình san múc ra các bác, nó vẫn còn cao quá, nhìn nó lồ mà lồ mồ ra. Bởi vì là lúc nãy bạn ấy đứng nó cái chỗ nó bị vênh, cái chỗ vệ đứng của bạn ấy là bị vênh, cho nên là bạn ấy rất là khó chỉnh được cái phần đất thừa ra. Lúc mình đến thì mình thấy cái máy là đúng nó nghiêng mà, nó nghiêng hẳn về một bên luôn, bạn ấy không làm thành cái đường để bạn ấy đi, bạn ấy đào. Bạn ấy lại đứng nó vênh nghiêng bạn đào luôn. Nói chung là vội một tí đấy, nhưng mà nếu như mà để mà nó mà nhỡ một cái mà nó tụt xích ra thì có khi là còn khó mà lắp được. Đó thôi, cái đường của mình này nó cũng xong rồi anh em nhá. Hẹn gặp lại các anh em ở những cái video tiếp theo. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Anh em xem video nếu mà có gì thắc mắc thì các bác cứ để lại cái comment của các bác bên dưới cái video này nhá. Thôi thôi, em xin thân mến chào tạm biệt. Chúc các bác nhiều sức khỏe và may mắn thành công trong cuộc sống. Đấy, anh em mình nếu như mà quan tâm đến vấn đề về máy xúc thì anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và cho mình xin một like để có động lực để làm tiếp những cái video tiếp theo nhá. Thôi thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Cái chỗ này ra mình ra đây mình sửa một lát một tí nữa thôi là xong. Ok, chào các bác.